Nhiều gia chủ nhầm tưởng rằng việc thờ thần tài thổ địa linh ứng là cầu gì được đó. Bản chất sự linh ứng ở đây tức là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh ứng hay không là ở sự cảm nhận của từng gia chủ. Chẳng hạn sau một thời gian mà bạn thờ cúng, ban thờ, bạn thấy làm gì cũng bình an, vững vàng, suôn sẻ, gia đạo thì bình an, mọi người thì mạnh khỏe. Đó là có sự linh ứng trong việc thờ phụng các ngài. Còn nếu bạn thờ nhưng luôn cảm thấy bất an, nhìn vào ban thờ không cảm nhận được năng lượng, sinh khí và cảm thấy rằng mình đang thờ sai ở đâu nhưng không biết rõ, và công việc gia đạo thì trì trệ, chưa có sự thuận lợi, thì các bạn chưa có sự cảm ứng với các ngài. Một ban thờ khi nhận được sự ban điểm của các ngài và các ngài thường xuyên lui tới thì họ sẽ để lại một trường năng lượng cát tường, sinh khí và ấm cúng. Từ đó khí trong nhà sẽ tự động vượng lên. Nhà có sinh khí, vượng khí thì dòng tài bảo sẽ chảy về, không cần phải cầu xin về tài lộc. Nếu gia chủ đó sống thiện lương, hướng về chánh pháp mà đang lúc gặp khó khăn thì các ngài sẽ tự phù hộ, đẩy nhân quả phước đức nhanh hơn, giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn đó nhờ những thiện duyên, những quý nhân hỗ trợ. Còn nếu bản thân mình ăn ở chưa tốt, tâm xấu ác thì dù mình có dâng lễ nhiều, bày trí nhiều trên ban thờ, kêu cầu nhiều đến đâu cũng không cảm ứng được và nhận được sự ban điểm của các vị.